Giờ ai có phiếu thì cho con nhận một người một phiếu một quà. Giờ mình vô từng người rồi lấy. Con phát thư hoài cho bà con mình ăn cuối năm Tết nha. Rồi nó nhận dùng con đi nặng lắm không kính hỏi đâu. Rồi cảm ơn anh chị yêu mẹ nha. Rồi con. Bà không phải. Từng người sắp bàn nhau. Chị ra đi để đó có người kinh phụ cho chị cho được không? Chị cho nó rồi không có phiếu đúng không? Rồi hai phần này của chị đó nè xong nè, rồi của cô một phần, rồi cô kinh nổi không vậy? Con là kinh không nổi rồi đó. Rồi cô mời ông. Rồi. Rồi, chú hai phần. Rồi, chú có nhà mình ăn ngon miệng nha. Rồi, hai phần. Một phần. Mẹ nãy không mẹ ơi? Dạ, dạ. Rồi, chú có nhà mình ăn ngon miệng nha. Chú, để con lấy cho chú ra, chú đứng ở đây chú. Từ từ mấy cô, từ từ lên từng người một giùm con đi. Hai phiếu. Ở đây mấy cô có được quà từ thiện ở Sài Gòn nhiều không nhỉ? Có hả? Đâu lắm hả? Dạ. Vậy chắc phải xuống đây thường xuyên quá. Rồi gửi em. Nhà mình ăn ngon miệng. Rồi, hai phiếu. Rồi, có phiếu là lấy tiền. Có phiếu là quà. Có phiếu là quà thôi. Đây, chú có nhà đang ngon miệng. Cô một phần. Cô một phần luôn. Rồi, còn ai nữa không hết rồi ha? Còn mấy cô này là không thiếu hả? Bây giờ phát lên đi. Đây, chú Bảy rồi, đúng rồi, chú Bảy. Chú Bảy, coi chú Bảy có phát hết phiếu. Chú phiếu đây không là có dừng lại không đó. Có dừng lại phiếu. Là đúng không? Đúng không? Có mấy phiếu à? Đây là chị, để con kiếm giá. Có 40 chừa lại chưa? Có 40. Đã nói vậy này không có phiếu nè. Bà Hữu đưa cho. Bà Hữu con đưa phiếu rồi. Hôm qua đưa gửi 3 phiếu rồi. Gửi cho Bình ra. Dạ có phiếu con nha. Nếu họ không lấy thì tôi chứ đâu có phát thêm. Rồi, cô lấy giùm con phần. Nó đưa nó gửi nó 3 phiếu là điểm 2-3 bữa nay là không gửi cho đúng không, đúng em ý là em đứng một chỗ quá quay đúng không rồi. Bây giờ á, gửi phiếu rồi nó đưa người khác lãnh rồi. Dạ, đâu được. Có phải gửi bác 7 tỷ như vậy em không thiếu là ở đây bác 7 nhớ được chứ nhớ được sao cái 40 phần quà chưa lại chưa đây rồi, chưa hả bên đây rồi kiếm rồi hả bên đây đúng rồi ngang luôn hết này phải không ngang 10 phần hết luôn này là 40 phải không dạ đúng rồi như vậy quay từ xa tôi tới nè bổn phiếu đâu người nhà cũng phải có phiếu à lát lại lấy lát lại phiếu rồi không có phiếu rồi cô ơi cô cầm phiếu không phiếu anh đi cô đây đây nè cô đây đây cô cho con xin còn hai phiếu à
Dạ, rồi con mời cô lấy. Mẹ cảm ơn con. Dạ, chúc cô ăn ngon miệng nha. Chậm hơn. Dạ, dạ. Chậm hơn. Rồi. Được nhiều phiếu lại. Được nhiều phiếu lại. Và mấy phiếu rồi. Vậy là mấy rồi. Bây giờ hỏi bà Tà Hủ kêu chạy chạy lại bình ga, kêu nó lấy ba phiếu lại, còn có thì nó phát được, để nó đưa cho nó đưa cho ai rồi lát nó đưa cho mấy người này rồi nó lại đem ba phiếu lại nữa, đâu có thể gửi nó này là hai ba bữa rồi.